khách mặt nạ đen tập 11. Nếu ngươi có thành ý, chúng ta cùng đếm tới 3, cả hai cùng lật mặt nạ. Được. Ta đồng ý. Chúng ta đếm đến 3. 1. 2. 3. Gạt người. Ngươi cũng vậy. Là nam nhân thì lập tức cởi mặt nạ đi. Ta sợ gì chứ? Sư tử. Bóp chết nó. Không cần xem lại đâu. Đây là hàng thật. Hàng thật giá thật. Có thể giao dịch đó. Chưa được, chưa được. Nhất định phải kiểm tra kỹ đã. Được. Đây là hàng giả mà. Món này từ nội cung đưa ra. Không thể là giả được. Ngươi mới là thật hay giả đó. Ngươi nghĩ chúng ta là trẻ lên ba phải không? Ta cho ngươi thời gian 3 ngày. Ngươi không giao ra ngự qua bình, chúng ta hủy bỏ giao dịch. Chúng ta đi. Huynh chờ đó, để ta đi giết bọn chúng. Đừng. Ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đám người này có lai lịch đó. Nhưng biết làm sao đây? Trong 3 ngày làm sao tìm được ngự qua bình chứ? Không có ta là không được việc đó. Thế nào? Nghĩ bỏ qua ta mà tự mình giao dịch sao? Lão rùa già nhà ngươi, giao dịch này vốn đâu có phần cho ngươi. Ai? Đại gia. Chúng ta nói rõ xem, ngươi đổi ý không? Ngươi còn không biết sao? Ngươi còn 2 tháng nữa sẽ cáo lão hồi hương. Đến xương cốt già nua của ngươi cũng không giữ được. Ta xem ngươi còn chút hơi tàn, chứ quên những năm qua là ta bảo kê ngươi. Ngươi thì không được gì sao? Ngươi không được lợi lộc gì sao? Ta nói ngươi biết. Ngươi tốt nhất đi tìm bình hoa có chuyện cho ta. Nếu không, đừng nói chia cho ngươi 5 phần. 1 phần cũng không có. 1 phần cũng không có cho nhà ngươi. Được, ngươi có gan lắm. Được, khá lắm. Qua cầu rút ván. Mấy năm nếu không phải ta chiếu cố, Lỗ gia bọn chúng quên quan như vậy đã sớm thành quỷ dưới bóng đao rồi. Lão gia, đừng tức giận ảnh hưởng thân thể. Tới uống trà sâm đi. Không giận mới lạ. Có câu, người đi trà lạnh, người còn chưa đi cái gì cũng lạnh rồi. Người ta nói đúng đó. Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Có quyền thì làm được gì? Có quyền còn không bằng có tiền. Phu nhân, người nói không sai chút nào. Già mà không có tiền còn thảm hơn già mà không có con, không phải sao? Dù sao thì ta cũng muốn nghỉ hưu. Ta muốn kiếm từ chúng một số tiền lớn. Lão gia, ý lão gia là chúng mới mở mắt, ta đã 15. Đợi tới khi ta lấy được ngự qua bình, chúng sẽ tự học được bài học. Dân. Tín hiệu cũng là hoa mai. Nhà ngươi thích cành mai đến nghiện phải không? Những thứ này đều là do ngươi. Ta ngược lại hiện tại cảm thấy Nhất Chi Mai so với ngươi còn anh tuấn hơn. Ngươi hôm nay hẹn ta ra đây là muốn tỉ thí sao? Ta không phải tìm ngươi thách đấu. Quân tử động khẩu không động thủ. Ta cho ngươi biết, ta đã tra ra được. Ta cũng đã tra ra được. Ngươi tra được gì? Ngoại trừ Lỗ gia huynh đệ, Quyền lệnh cũng tham gia lần giao dịch cống phẩm này. Ngươi thật sự thần thông quảng đại đó. Ngươi quên ta là ai à? Ngươi tra được cái gì? Ta lợi hại hơn. Ta tra ra hồ quyền lệnh cùng Lỗ gia huynh đệ bằng mặt không bằng lòng. Bọn chúng còn cho rằng có thể tự mình ăn được số hoàng kim kia. Vậy ngươi cũng không tệ. Vậy ngươi cho rằng chúng ta giờ nên làm gì? Lợi dụng bọn chúng vô căn cứ nghi kỵ lẫn nhau. Ly gián bọn chúng. Khiến chó cắn chó, cắn đến đầu rơi máu chảy. Cho nên mới nói ngươi thô kệch không có chút văn hóa. Cái này gọi là kế phản gián. Có văn hóa đã không làm tặc. Ngươi thích nói sao thì nói vậy đi. Ta hỏi nhà ngươi, ngự bình có phải ở chỗ ngươi không? Không nói là đúng rồi. Ta sao phải giá quả ta? Là ngươi giá quả ta trước. Ngươi được lắm. Chờ ta giải quyết xong xuôi sẽ tìm ngươi tính sổ. Ta cũng muốn tính toán với ngươi. Vậy ngươi có muốn giữ ngự bình không? Quyết định vậy đi.
Lão Đậu, cha trực tiếp đưa ngự bình cho Hồ Quyện lệnh chẳng phải không được sao? Con thì biết cái gì? Để lão ta tự mình nhặt được chẳng phải sẽ sinh nghi sao? Cha đã nghe ngóng. Quyện lệnh phu nhân mỗi ngày đều tới Tây Miếu thắp hương. Đây là con đường duy nhất tới đó. Bà ta đi qua, nhìn thấy tiền, liền nhặt. Nhặt hết tiền, sẽ nhìn thấy ngự bình. Tới khi đó bà ta tất nhiên sẽ mang về rồi. Chạy mau, bà ta sắp đến rồi, thời gian lệch lắm. Chạy mau. Tiền ở đâu ra vậy? Phu nhân à, còn nữa nè. Sao lại không nhìn thấy nó chứ? Đi nào. Quá ra cách nhìn tiền của nữ nhân cũng phân cao thấp. Lão Đậu, mau nhìn kìa. Mau nghĩ biện pháp ngăn cô ta lại. Không ngờ hai nắm cũng nhặt được tiền. Cô đừng qua đó nha, đừng qua đó. Hộp thổ cẩm. Có thể là cạm bẫy. Bên trong có rắn độc cũng không chừng. Không mở vậy. Nói không chừng bên trong thực sự có bạc. Coi như bị rắn cắn cũng đáng. Bình hoa này cầm hay không về đây? Lấy về cắm hoa cũng được. Bình hoa này thật sự nhặt về sao? Thật là đẹp. Loại bình hoa nát này mấy văn tiền liền mua được trên đường. Lúc đầu ta còn muốn ném nó đi. Bài ở đó đẹp đó. Tùy tiện đi, đẹp đó. Tấm bộ khoái đó à? Cái bình hoa này đẹp thật. Dân Phi Nhạn, cô nhường cho ta được không? Huynh thích à? Lúc đầu ta muốn để cắm hoa. 5 lượng. Được, 5 lượng thì 5 lượng. Khoan đã, ta trả 10 lượng. 15 lượng, 20 lượng. Ai trả giá cao nhất sẽ thắng. Phùng Phá Bố, ngươi sao lại muốn tranh với ta? Ngươi muốn bình hoa này làm gì? Mẹ ta thích nhất sưu tập bình hoa. Ta mua cho mẹ ta được không hả? Ngươi có thật là hiếu thuận vậy không? Ngươi quản được ta sao? Còn ngươi mua cho ai vậy? Cho Đậu Đậu à? Nhà ta trước kia gia truyền có một chiếc ngự bình. Ta làm dở, ta muốn mua về thế chỗ. Mở to mắt nói lời bịa đặt. Loại người thô kệch như ngươi trong nhà có bình hoa như loại này thật sao? Ta nhất định phải có được chiếc bình này. 30 lượng. Ta nhất định phải có. 50 lượng. Ai tiếp nào? Tiếp nào? Tỷ à, đừng làm vậy. 80 lượng. 100 lượng. 150 lượng. 550 lượng. Ngươi không có tiền sao? Nghèo quá mà. Bình hoa này là của ta. Rất lấy làm tiếc. Ta không bán nữa. Vì sao không bán? Không bán là không bán. Tiểu Ngư muội, nhìn cửa hàng, ta đi một lát sẽ về. Dạ, tỷ. Đều là tại ngươi, tranh với ta. Hỗn đảng. Ngươi không có tiền sao lại tranh bình hoa với ta? Nghe còn bài đặt. Không có tiền đừng tranh với ta. Cút đi tên hỗn đảng. Ai lần đầu tới cầm đồ cũng vậy. Không có gì phải mất mặt.
Ta không phải tới cầm đồ vật, ta là tới đây định giá. Định giá à? Bình hoa giá trị bao nhiêu tiền vậy? Người không cho ta xem, ta làm cách nào định giá đây? Cẩn thận một chút, làm vợ ông không đền nổi đâu. Cẩn thận đó. Thế nào rồi? Có phải là rất đáng tiền không? Cô chờ một chút, ta đi hỏi ông chủ. Bình qua đưa đây cho ta. Chính là cô ta. Sòng bạc tiền trang kỹ viện, cái hiệu cầm đồ đều là của ngươi. Liễu cô nương. À không không, bà chủ liễu, ta ra giá 500 lượng, ta lại không muốn bán. Không không không, 1.000 lượng. Thật à? Ta đến Quách gia thôi. Này này, Liễu cô nương, có thể thương lượng mà, Liễu cô nương. Bình hoa này, ta trái xem, phải xem. Nhìn đằng trước ngắm đằng sau, cũng không thấy có vẻ rất đáng tiền. Bình này không thể mạo hiểm được. Tỷ à, cái bình hoa này đắt như vậy, cất ở trong nhà đi ngủ cũng không yên. Ai nói phải cất trong nhà? Vậy là tỷ định bán cho Phùng Phá Bố sao? 1.000 lượng ta còn không bán. Hắn trả 550 lượng là muốn gạt ta rồi. Dù sao cũng là nhặt về mà. Tỷ xem như làm phúc đi. Mùi có hảo cảm với hắn. Ta nhìn hắn từ đầu đến chân không có một tia hảo cảm. Nhường cho hắn làm gì? Ta nhìn thần sắc Phùng Phá Bố, ta liền biết đây là đồ tốt. Lại nhìn thần sắc Lỗ Nhị, liền có thể kết luận bình hoa này giá trị liên thành. Vậy tỷ dự định xử trí như thế nào? Tổ chức một buổi đấu giá thật lớn, đấu giá lấy bình hoa. Đến lúc đó giá tiền như trái cầu tuyết càng lăn càng lớn, cực kỳ như thế này. Tiểu Ngư, nhanh thu thập chúng ta đi kinh thành. Sao chúng ta lại đi kinh thành? Nhỏ ngốc này, ở nơi này ai sẽ ra giá cao mua bình hoa đây? Kinh thành là nơi văn nhân nhã sĩ quan lại quyền quý tụ tập, nhất định có người biết hàng sẽ trả giá rất cao. Đến lúc đó, ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Ta đi tắm rửa, mùi trong bình hoa, một bước cũng không thể rời đi đó. Ta không có thả tín hiệu báo người ra. Ta cũng không có báo người ra. Vậy là ngươi đến nhìn lén Phi Nhạn tắm rửa có phải không? Ngươi mới nhìn lén cô ấy tắm rửa. Cẩn thận ta đem con mắt ngươi móc ra. Đừng lớn tiếng như vậy, phi lễ chớ nhìn. Ngươi vừa rồi cũng nhìn. Ngươi tới nơi này làm gì? Xém nữa quên mất. Ngư Bình không phải trong tay ngươi sao? Làm sao lại nằm trong tay Phi Nhạn? Nói rất dài dòng. Ta tối nay tới là muốn lấy Ngự Bình. Hiện tại số người biết tới Ngự Bình càng lúc càng nhiều. Lỗ gia huynh đệ, Liễu gia tỷ muội, Hồ huyện lệnh, giờ còn thêm một con chó hôi hám, chưa hết. Cả tên rẻ rách nữa. Hắn càng lúc càng phiền toái. Thôi đừng nói nữa, ta đi lấy lại bình hoa. Ngươi là muốn nhìn cô ta tắm rửa có phải không? Ngươi thật sự là lòng dạ tiểu nhân. Ngươi thì cái đồ đầu trộm đuôi cướp. Vậy ta và ngươi không tin đối phương, hôm nay tới đây, hôm khác gặp lại, một lời đã định. Được, đi đi. Này, ngươi nhìn cái gì? Vậy ngươi nhìn cái gì? Vậy cùng đi một lượt. Đi đi.
Mau mau. Mau. Phùng sư gia. Phi Ngư, đã trễ như vậy cô tìm ta có chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Ngự bình đâu? Là bình hoa. Ta biết ngươi thích nên liền đưa tới cho ngươi. Cảm ơn cô. Ngã lai giả. Ngã lai giả, mau cứu ta. Cô yên tâm, có ta ở đây không ai dám khi dễ cô. Ta lập tức cứu cô ra ngoài. Bất quá, cô phải nói cho ta biết trước, ngự bình ở đâu. Được. Bất quá, ta chỉ có thể nói cho mình ngươi nghe. Tới gần chút nữa. Con lừa ngu ngốc, ta không có đần như vậy. Bằng vào bộ dạng này của ngươi mà muốn giả trang ngã lai giả. Ngã lai giả có ánh mắt mê người, thanh âm trầm ấm, bóng lưng thẳng như kiếm. Ngươi học được sao? Ta nhổ. Ngươi cắn đứt lỗ tai của ta rồi. Mẹ nhà ngươi, ngươi tốt nhất thành thật nói với ta, Bình Ngọc Hoa đang ở đâu? Đừng có nằm mộng, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Còn nhóc xấu xí, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, đánh cho ta, đồ thối tha, đánh chết ta cũng không nói. Dừng lại. Ngươi tốt nhất là nói ra, miễn cho da thịt đỡ đau đớn. Không phải trong hộp cạnh ta sao? Cái hộp canh ngươi không có thứ gì. Không có ở đó. Nhà đầu xấu xí ngươi cười cái gì? Bệnh tâm thần hả? Ngươi đến cùng nói hay không hả? Ta thật không biết. Được, không biết có đúng không? Đánh thêm. Phi Ngư. Phi Ngư. Chuyện gì An Nguyên? Không xong rồi. Xảy ra chuyện gì? Phi Nhạn tỷ ấy. Tỷ ấy thế nào? Mau nói đi. Tỷ ấy bị người xấu bắt cóc. Cái gì? Ta vừa nhận được. Cô mau xem đi. Phùng sư gia, Phùng sư gia, mở cửa mau. Phi Ngư, muộn như vậy đến đây làm gì? Ta tới lấy lại ngự bình. Phùng sư gia, ta xin huynh đem ngự bình trả lại cho ta đi, nếu không tỷ ta sẽ không toàn mạng. Phi Ngư, không phải ta không trả lại cho cô. Mà là sao? Ngự bình rút cuộc ở nơi nào? Cô đừng sợ, ngự qua bình bây giờ ở một nơi rất an toàn. Nghe ta nói đây Phi Ngư, cô ngàn dặn lần không thể giao ngự qua bình ra. Vì cái gì? Bình còn người còn, bình mất người chết, bọn hắn sẽ giết tỷ tỷ của ta. Cô đừng kích động, nghe ta nói đây. Những kẻ biết ngự qua bình không phải nhiều, nói không chừng là người quen thì sao? Khi cô đem ngự qua bình giao ra, hắn nhìn thấy cô nhìn thấy hắn, hai người gặp mặt, vậy liền nguy rồi.
hắn có thể sẽ giết người diệt khẩu. Vậy nên làm sao đây? Ta thấy bọn hắn chưa cầm người qua bình trong tay, sẽ không dám làm gì Phi Nhạn. Làm cách nào cứu tỷ tỷ ta? Ta rất lo lắng. Ta lại không lo lắng cho Phi Nhạn sao? Bây giờ còn một lúc nữa mới tới giờ Mão. Vậy thế này đi, cô về để nhất trù trước. Ta nghĩ kỹ biện pháp rồi mang theo người qua bình đi tìm cô. Đi đi. Cái người qua bình kia, cô nói là Phi Nhạn tỷ nhặt về không phải sao? Làm sao lại ở chỗ Phùng Phá Bố? Ta đã rất phiền, huynh đừng nên hỏi nữa. Lão sư mau đến đi, làm sao Phùng Phá Bố còn chưa tới nữa? Phi Ngư, sư gia, Ngọc qua bình đây, nhanh cầm đi chuột tỷ tỷ ngươi về. Cô phải nhớ kỹ nhìn thấy Phi Nhạn an toàn, không có việc gì mới đem bình qua đưa cho bọn hắn. Ta biết rồi, chuyện nguy hiểm như vậy để ta đi cùng cô ấy. Không được, trên thư nói chỉ có thể một người đi. Vậy ta đi thay cô, bọn hắn biết rõ chỉ mình Phi Ngư đi, nhiều người sẽ hỏng việc. Thế nhưng Phi Ngư tay không tất sắc, ta rất lo lắng. Ngươi yên tâm, ta đã ăn bài hết rồi. Ta cam đoan Phi Ngư Phi Nhạn sẽ bình yên trở về. Thật sao? Vậy ta lập tức đi. Phi Ngư, nhớ kỹ lời ta dặn. Nhất định phải cẩn thận đó. Ta thấy ta nên đi cùng cô ấy. Ta có chuyện trọng yếu hơn muốn ngươi đi làm. Nhà đầu kia, làm sao còn chưa tới hả? Ta thấy cô ta không dám không đến. Trừ phi... cô ta muốn thay tỷ tỷ mình nhặt xác. Người đến rồi. Một người cầm bình hoa. Nhớ kỹ, người không thể thả đi. Đem nó giết đi. Dân. Tiểu mỹ nhân tới rồi. Ngươi đừng tới đây. Ngươi... được được được. Trước tiên đem bình hoa đưa đây. Không, ta phải thấy được tỷ tỷ của ta. Nếu không sẽ không đem bình hoa giao cho ngươi. Không được, qua đây. Ngươi qua đây, ta liền đập vỡ bình hoa. Được được được. Đừng dậy, đừng dậy. Yên tâm, ngươi ta sẽ nhất định thả. Bất quá, cô dù sao cũng phải để cho ta kiểm tra bình hoa một chút. Dạng nhất cô mang cái giả đến. Vậy ta nên làm sao bây giờ? Cái này là bình hoa thật. Xem như thật. Dù sao cũng phải để cho ta xem trước một chút. Cũng được. Nhưng ta muốn nhìn thấy tỷ tỷ ta trước. Được. Dẫn cô ta ra. Đi nào. Tỷ tỷ. Đưa cho ta, ngươi buông tay, đưa cho ta. Buông tay cho ta, ngươi còn không buông tay. Đưa cho ta. Dừng bắt đảng. Dám làm vậy. Dùng đồ giả lừa gạt ta, ngươi chết đi. Dám gạt ta. Dừng bắt đảng. Cái này mới là ngự bình qua thực. Thả hai tỷ muội bọn họ, ta giao cho ngươi. Ngươi cũng muốn gạt ta. Mở ra cho ta xem trước đã. Không được. Ngươi để hai tỷ muội họ đi. Ta liền mở ra cho ngươi xem. Không đồng ý, ta liền ném vỡ bình. Được được được, xin đừng ném, đừng ném. Chỉ cần ngươi đưa cho ta bình qua, tất cả các ngươi có thể an toàn rời đi. Các ngươi cướp ngự bình về. Tỷ. Tỷ. Đi mau, không cần lo cho ta. Đi mau. Ngươi cẩn thận một chút. Đi mau tỷ. Cẩn thận một chút. Đừng ném. Đừng ném mà. Tiếp này. Lại dùng đồ giả lừa gạt ta. Nếu không nói thì các ngươi đừng mơ có ai sống ra khỏi nơi này.
Ngự Hoa Bình ở chỗ ta. Còn không mau ra đi. Tiểu Ngư muội, không sao chứ? Các người muốn gì hả? Chớ làm loạn. Nhanh lên. Các người đã tới. Mau thả bọn họ ra. Nếu không, ta liền đánh dở bình qua. Ta không tin ngươi. Có tin hay không tùy ngươi. Trên cái bình treo trên cây kia, có cái nào là Ngự Hoa Bình thật không? Ta không tin ngươi. Dừng tay, dừng tay. Lên. Thế nào? Bình qua còn một cái, sói cũng còn một viên. Thế nào, thả hay là không thả? Được, 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 được. Chỉ cần ngươi chịu giao ra Ngự Hoa Bình, ta liền để các ngươi đi. Ngự Hoa Bình của ta. Cái gì? Mau đi thôi. Mau mau đi. Ngự Hoa Bình của ta. Phùng Phá Bố, ta với ngươi không đội trời chung. Mau mau. Mau. Mau 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 mau. Mau mau. An Nguyên, huynh tỉnh lại một chút. An Nguyên, chỉ là bị thương ngoài da, không có việc gì. Chảy nhiều máu như vậy ngươi còn nói không có việc gì, đều là tại ngươi bây giờ mới xuất hiện, đâu phải lỗi ta. Những tên khốn kiếp kia thật sự quá ghê tởm, đánh các người tới mức này. Bị đánh là chuyện nhỏ, ta hỏi ngươi, Ngự Hoa Bình thật không bị dở chứ? Cô không thấy sao? Dở nát rồi. Vậy ta chính là tay trắng rồi. Người đó sao đần như vậy? Muốn đánh dở thì đánh dở cái giả đi. Tỷ à, nếu không nhờ Phùng Phá Bố, chúng ta cũng không trốn thoát được. Trốn được hòa thượng, không trốn được miếu. Toàn bộ sự tình có phải âm mưu của Lỗ Nhị không? Không phải hắn. Phi Nhạn tỷ, chúng ta nên tới nhà môn báo án. Đúng đúng. Người của nhà môn ở đây, người hỏi hắn xem báo quan hữu dụng không. Vì dạng nhất Lỗ gia huynh đệ tới tìm chúng ta trả thù thì phải làm sao đây? Chúng ta về đệ nhất trụ sẽ rất nguy hiểm, không bằng như vậy đi. Giờ ta dẫn ngươi đi tránh mặt một chút được không? Tốt quá, tốt cái rắm. Ngự Hoa Bình như tiền dưới nước, đệ nhất trụ lại không thể làm ăn nữa. Ta mặc kệ, người gây ra tổn thất ngươi phải đền bù. Người nói Ngự Hoa Bình ở chỗ Phùng Phá Bố, có khả năng không? Việc này có gì không thể? Quỷ kế đa đoan, hắn làm sao có thể đem Ngự Hoa Bình thật ra đập nát được? Đúng, Ngự Hoa Bình tám phần là trong tay hắn. Đại nhân, hắn là thủ hạ của ông, ông tự thân xuất mã, chẳng phải sự tình sẽ tương đối dễ dàng sao? Đại gia, người quá coi trọng ta rồi. Ta sắp về hưu, còn giúp đỡ cái gì? Đại nhân, tuyệt đối đừng nói như vậy. Sự tình trọng đại, lần này nhất thiết phải xin ông giúp một tay. Được rồi, được rồi. Ta giúp ngươi tìm xem. Không có chuyện gì đâu. Ta mệt rồi, đi nghỉ ngơi. Xin lỗi không tiếp nữa. Phi Nhạn tỷ. Phi Nhạn tỷ. Phi Nhạn tỷ. Lão đậu, con nhìn qua khắp nơi không có ai. Ngự Hoa Bình không có sao? Không có. Bồn tắm còn không thấy. Xảy ra chuyện gì rồi? Đồ ăn còn chưa lên đủ mà.
Mẹ, bằng hữu từ phương xa tới, không vừa ý thì sao? Ta sẽ chỉ làm một đồ ăn như vậy thôi. Ngươi chính là ăn món này lớn lên à? Thật sự là đầy tình yêu thương. Trách không được ngươi cùng món đồ ăn dáng dấp giống nhau là sao? Không có quả khí, không có mùi thơm. Nhìn liền ngán. Ngươi vì cái gì mắng nhi tử của ta? Ta nói mâm đồ ăn này không phải nói con của bà. Nếu như không có sắc hương đồ ăn, ngươi không thích ăn thì đừng ăn. Chấp nhận ăn đi, chấp nhận ăn đi. Ngươi sai rồi. Đồ ăn có thể là thức ăn ngon. Đem gà vịt dăm bông, thêm nấm hương là thành món lẩu. Bất quá trù nghệ của bà cũng không làm được món lẩu. Lần trước tại đệ nhất trù không được ăn thử. Hôm nay xem bản lãnh của cô, không cần ta xuất mã. Tại phòng bếp có người giúp rồi, tay nghề bếp núc so với bà tốt hơn. Không may An Nguyên bị thương. Vậy ngươi nấu à? Ta thật sự là tam sinh hữu hạnh có thể thưởng thức. Tay nghề của bà chủ đệ nhất thành. Muốn ta tự mình xuống bếp sao? Sợ phí biểu diễn bà không trả nổi. Các người tới nhà của ta ăn không ở không? Ta còn không thu tiền đâu. Bà cho rằng ta muốn ở cái phòng nát này. Con của bà mời ta, ta mới đến mà. Như vậy ủy khuất đại tiểu thư rồi. Ngươi có thể tới đại khách sạn ở đi. Bà... Nhiều món ăn như vậy. Tiểu Ngư, ta không biết muội biết nấu ăn đó. Nhìn nhiều không phải sẽ biết sao? Muội đừng nói với người ta là ta dạy cho muội. Muội xem, hình thức không có, mùi thơm thiếu. Thiếu à, ta ngược lại không cảm thấy vậy. Không phải, ngư cô nương nấu đồ ăn là món ăn hàng ngày, rất thích hợp làm cho tướng công ăn. Rất ấm áp. Tay của Tiểu Ngư Nhi nhà chúng ta không phải dùng để làm đồ ăn. Mùi ấy tương lai không phải gả quan lại quyền quý, thì cũng gả cho công tôn dương tử, không giàu thì sang, không cần mùi ấy xuống bếp. Vì ngư cô nương xem ra chính là một bộ dạng khả ái, tương lai nhất định sẽ gả cho người yêu thương cô ấy. Không giống ai kia, trời sinh khắc chồng, ai cưới cô ta liền xui xẻo. Bà xem lại bà đi, ngươi... Nhiều món ăn như vậy, chúng ta ăn cơm đi, đồ ăn lạnh cả rồi, đến ăn đi, ăn cơm, nếm thử đồ ăn muội làm đi. Mẹ à, hôm nay không cần theo quy củ sao? Miệng đều khô khốc, còn quy củ gì nữa? Vậy cũng tốt. Quá tốt rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Ta không giỏi mai giá, ngươi có bằng lĩnh ngươi mai đi. Theo thua là việc người làm đại sự như ta làm sao được. Bất quá mùi mùi ta khéo tay. Kim khâu trên tay mùi ấy, thêu hoa, thêu phượng, thêu rồng. Cũng khó khăn gì. Cô xuống bếp giao cho quả kế. Vậy cô làm cái gì? Ta nhìn cô, thấy cô cái gì cũng không biết làm. Mẹ, không phải đâu, có chân tài thực học. Cô ấy là người không lộ tướng, cùng là làm việc. Làm mẹ thì chẳng ai trả công, nào giống ta. Đệ nhất nữ đầu bếp, kiếm được bao nhiêu ngân lượng. Ta nhìn ngươi mở quán cơm là đốt tiền. Làm sao bà biết ta đốt tiền? Mẹ ta thuận miệng nói một chút. Tránh ra. Sao nào? Tỷ tỷ, bức tranh cãi lại đi. Lão phu nhân, người đừng nóng giận, đừng chấp tỷ tỷ của con. Cùng một mẹ sinh ra làm sao khác nhau vậy? Một người giống con cừu nhỏ, một người giống chiến đấu cơ. Bà mới là đồ gà mà. Ta là gà mái, ngươi là cái gì? Ta là nhân trung chi phượng. Được. Nhà chúng ta nuôi không nổi con phượng này. Bà đuổi ta đi à? Mẹ à, mẹ à, đừng mà. Người ta nghĩ bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng. Chúng ta làm sao giữ cô ta được? Lão phu nhân, người đừng nóng giận. Cô xin chịu tội. Vì ngư cô nương yên tâm. Cô ở lại đây, ta hoan nghênh. Ta không để mùi ấy lưu lại đâu. Mùi ấy sớm muộn thành cá trên thớt của bà. Ta mặc dù không phải nam nhân, nhưng là ta biết thương hương tiếc ngọc. Cùng là họ Liễu. Ta thấy người là tàn qua bại liễu. Bà, ta không chịu được nữa, ta đi, chớ đi, chớ đi, chớ đi, chớ đi, coi như ngươi cầu ta, ta cũng không cần ở lại, chớ đi, chớ đi. Mẹ à, ngươi đừng đuổi cổ, cổ vừa đi ra ngoài sẽ bị người ta chém chết, muốn đại nương ta hầu hạ hả? Ta làm không được. Ta đi, chờ đã, chớ đi, chớ đi, chớ đi, chớ đi mà. Mẹ à, cứu một bàn người hơn xây 7 tầng tháp đó mẹ. Ta chết đi biến thành quỷ, sẽ tìm người hại ta tính sổ. Cô chớ có đi, chớ có đi, đừng cản ta. Mẹ à, ngươi không phải rất muốn con làm quan sao? Con gặp chết không cứu sao làm quan được? Có làm quan cũng là cẩu quan. Bị người ta mắng cẩu quan thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó rất mất mặt. Người nói có đúng hay không? Mẹ à, nghĩ thông suốt chút. Mẹ, nghĩ kỹ một chút. Mẹ, được không mẹ? Được rồi, được rồi. Đừng nói mẹ ngươi bất cận nhân tình. Để cô ta lưu lại đi. Cô, mẹ ta không đuổi cô đi. Cô có thể lưu lại rồi. Ba mở miệng ta mới lưu lại đó. Ngươi có thể lưu lại, nhưng phải tuân thủ 3 điều. Thứ nhất, không cho phép phê bình ta. Thứ hai, không cho phép chê thứ này thứ khác. Thứ ba, không cho phép cãi nhau với ta. Ta sao phải nghe lời bà? Được, ta không cùng bà tính toán nữa.
Ta trở về phòng. Đi thôi, đi nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi. Chưa từng thấy nữ nhân như vậy. Tức chết ta rồi. Tốt, tốt, tốt. Tốt cái gì? Mọi người đều nói con là nhân trung chi long. Nhất giả cỡ nào mới tìm được nhân trung chi phượng? Bà già đáng chết cùng con trai bà ta khiến người chán ghét giống nhau. Tỷ à, chúng ta là tới quấy rầy người ta. Tỷ nhìn một chút đi. Nếu không phải Phùng phá bố cậu ta, ta còn lâu mới đến đây. Kỳ thật Phùng phu nhân cũng không khó ở chung như vậy. Muội lại nói đỡ cho mẹ con hắn, ta liền trở mặt đó. Nhắc đến Phùng phá bố ta liền tức giận. Là hắn cứu tỷ mà, hắn không đem bình qua đánh dở sao? Lỗ Nhị lúc đầu trả giá 1.000 lượng. 1.000 lượng, tỷ còn không biết xấu hổ mà nhắc đến sao? Nếu không phải tỷ để Lỗ Nhị biết sự tình người qua bình, chúng ta bây giờ nào cần trốn tránh chứ? Hộp thủ cảm lý nào lại không có gì? Tiểu Ngư Nhi, chẳng lẽ muội biết trước nên đem mình qua giấu đi? Bởi vì muội biết người qua bình rất quý, nhất định sẽ có người đến trộm, cho nên ta liền đem giấu nó đi. Tỷ à, muội hại tỷ bị đánh tới như thế này, tỷ sẽ không trách muội chứ? Ta khen muội còn không kịp, bình qua may không rơi vào tay bọn họ, ta nuốt cũng không trôi. Chỉ tiếc là cuối cùng bình qua vẫn là bị đập dở. Ta không tin. Không tin cái gì? Không tin bình qua bị đập dở. Phá bố trời sinh tính giảo hoạt. Ngày đó hắn trả giá 3 lần muốn mua bình qua. Có thể thấy hắn sớm có mưu đồ. Hiện tại bình qua bị đập dở không có gì đối chứng. Ta thấy hắn muốn một mình nuốt bình qua kia. Phùng sư gia không phải loại người này đâu. Ta không tin. Hắn với mẹ hắn căn bản là một đôi quái thai. Không thể tin. Tóm lại mới lấy nhân cách cam đoan. Phùng sư gia tuyệt đối không phải loại người này. Coi như vậy đi. Hắn không có sự đồng ý của ta mà đem bình qua đánh dở. Căn cứ luật pháp ghi chép, ta có thể yêu cầu hắn bồi thường. Luật nào ghi chép? Luật nhà Liễu thị. Tỷ à, tỷ đừng lúc nào cũng nghĩ đến tiền mà. Có thể. Làm ta nhớ tới. Ta cũng có thời điểm không nghĩ cái gì. Mùi cảm thấy lần này nhờ Phùng phá bố đã cứu chúng ta. Sau ra mùi thấy hắn cũng có lòng hiệp nghĩa. Ta nhổ vào, ngã là giả là rồng, hắn bất quá là con sâu. Không được, ta muốn hắn bồi thường. Toàn bộ sự kiện là do hắn làm ra. Này, tại sao không nói chuyện nữa vậy? Đi ngủ nhanh đi. Lão đậu, có tin tức à? Tin tức gì? Con nghe quản đại nương nói Phi Nhàn tỷ mất tích đó. Bà ta tại hiệu cầm đồ gặp được cô ấy. Hiệu cầm đồ? Hiệu cầm đồ là thuộc về Lỗ gia huynh đệ. Hiệu cầm đồ. Quả nhiên đúng giờ. Vàng đâu? Người qua bình đâu? Lần này sẽ không đưa hàng giả nữa chứ. Người có thể kiểm nghiệm. Yên tâm. Ấn thật sẽ không tróc ra ngự qua bình này. Quả nhiên là cực phẩm nhân gian, giá trị tuyệt đối, xứng với 1.000 lạng vàng. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đại nhân, làm sao vậy? Có mua bán cũng không cho huynh đệ chúng ta biết một tiếng. Ngươi tên rùa đen này, ngươi muốn nuốt một mình à? Bình đây là ta tìm tới, làm gì có phận cho đại nhân nhà ngươi? Bình qua là chúng ta thiên tân vạn khổ từ kinh thành mang về. Chúng ta trước mắt buôn bán. Các người muốn cắn nhau đợi chút nữa lại cắn đi. Ta nói cho các người biết, vàng là của ta. Ta chia một phần cho các người. Người cho hai huynh đệ chúng ta là ăn mài à? Đại ca, huynh nói với hắn nhiều như vậy làm gì?
Đừng quên ta đường đường là huyện lệnh. Người chết luôn thì sẽ không còn là huyện lệnh nữa. Ngươi đừng làm loạn nữa. Đừng làm loạn. Ngã La Giả, hôm nay ta không tính sổ với ngươi không được. Hai vị anh hùng, huynh đệ chúng ta chỉ là tới mua bán thôi. Xin thứ cho huynh đệ ta. Sau này ổn thỏa ta xin đền ơn. Ngươi cho rằng Nhất Chi Mai ta là giống với loại người vô sĩ như ngươi tham lam chút vàng bạc này sao? Ta muốn hôm nay nộp các ngươi lên quan phủ để điều tra. Quan phủ cái gì? Ta chính là quan phủ, quan to đây. Làm cướp không phải vì muốn phát tài sao? Giờ chúng ta liền đem vàng chia cho ngươi. Sau này mọi người không nhắc chuyện này nữa, chẳng phải là tốt rồi sao? Đúng rồi, cùng lắm quan phủ sẽ bỏ qua chuyện cũ cho các ngươi, giờ sao sẽ không truy cứu mà đưa các ngươi ra nha môn. Thế nào, quan phủ cũng tiếp tay sao? Hồ Quyền lệnh, đến lúc này ngươi còn không biết hối cải. Biết luật vẫn vi phạm là tội tăng một bậc, ngươi biết không hả? Điền thành ta là to nhất, ai dám xử ta? Các ngươi chẳng qua đều là cướp, bị bắt lại ta còn xử được các ngươi. Được. Kháng Dương gia, Kháng Dương gia, Quyền lệnh, ngươi dám tự mình buôn bán cống phẩm triều đình, đáng bị tội gì hả? Dương gia, Dương gia, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân nhất thời hồ đồ, nhớ là nhiều năm trước. Ngươi theo ta ở triều đình làm việc, từ trước tới nay quang minh lỗi lạc, khi đó bản Dương thật trân trọng ngươi, không ngờ sau mấy năm ngươi liền sa ngã. Dương gia tha mạng, Dương gia tha mạng.